Công an huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai đang xác minh truy bắt nhóm đối tượng ném bom xăng vào nhà và đập phá xe ô tô của một hộ dân ở xã Hồ Nai Ba, huyện Trảng Bom. Theo camera ghi lại, khoảng 3 giờ ngày 7 tháng 5, 4 người đàn ông đi trên 2 chiếc xe máy. Khi đến cửa nhà anh Trần Quốc Khánh ở ấp Thanh Hóa, xã Hồ Nai Ba, huyện Trảng Bom thì dừng lại. Tại đây, các đối tượng đã châm lửa vào chai xăng rồi ném liên tiếp vào cửa nhà gây cháy. Tiếp đó, các đối tượng còn dùng dao đập phá xe ô tô tải của anh Khánh đang đậu ngoài. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã Hồ Nai Ba phối hợp với công an huyện Trảng Bom có mặt tại hiện trường lấy lời khai người dân, đồng thời trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra truy bắt các đối tượng liên quan. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.